Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách nén file ra trên Windows 11 Rồi giả sử như ở đây tôi có một file Trong cái file này của tôi á Nó chưa có hình ảnh Bây giờ tôi sẽ tiến hành là Nén cái file này lại Có đuôi là ra Thì tôi sẽ làm như sau Đầu tiên á Tôi sẽ chọn vào file mà tôi muốn nén Tiếp theo tôi sẽ bấm phải chuột vào nó Sau đó ở đây Tôi sẽ chọn vào dòng là S2 Archie hoặc là dòng s2 hình nền chấm ra trong đó hình nền chấm ra á, tức là tên mặc định của thư mục nha rồi các bạn lưu ý nếu mà bạn sử dụng win 7 và win 10 á thì hai dòng là s2 Archie và dòng s2 á nó sẽ xuất hiện ở đây nha còn nếu mà bạn sử dụng Windows 11 á để làm xuất hiện hai dòng đó thì các bạn chúng ta sẽ vào win này thì lúc này hai dòng này nó mới xuất hiện nha rồi nếu mà các bạn chúng ta muốn nén nhanh á thì chúng ta sẽ chọn vào Eto hình nền chấm ra trong đó hình nền đó là tên mặc định của thư mục nha rồi bây giờ tôi sẽ chọn vào Eto hình nền chấm ra này thì nó sẽ nén cho tôi được một file file này á nó có đuôi là ra thì trong file này á nó chưa các hình ảnh đó là cách đầu tiên tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai này bấm phải chuột vào file mà bạn muốn nén sau đó ở đây các bạn chọn vào S2 Archie. Tiếp theo ở đây, cái dòng là Archie Name á, các bạn chúng ta sẽ đặt tên cho file nén. Ví dụ như ở đây tôi sẽ đặt tên là hình nền. Tiếp theo ở Archie Format á, nó có ba định dạng đuôi. Thứ nhất là ra, thứ hai là ra 4 và thứ ba là zip. Thì ở đây á, tôi sẽ chọn là đuôi ra này. Rồi nếu mà các bạn chúng ta muốn thiết lập mật khẩu á, thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào Set Password. Sau đó ở đây các bạn lần lượt nhập mật khẩu vào nha Ở đây tôi không muốn là đăng mật khẩu Thì tôi sẽ chọn vào OK này. Rồi bây giờ tôi sẽ bấm vào OK Để tôi tiến hành là nén file Đó như vậy là tôi vừa Nén cái file có tên là hình nền này, Trong file này Nó chứa các hình ảnh Rồi sau khi các bạn chúng ta vừa nén file rồi á Nếu mà các bạn chúng ta muốn giải nén file Thì các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào nó Ở đây các bạn có thể là chọn vào ở chất file hoặc là ở chất đều được nha. Ở đây tôi sẽ chọn vào ở chất kia này. Rồi ở đây nó báo là trùng tên nha. Cùng một thư mục nó không cho phép trùng tên nha. Nếu mà các bạn chúng ta muốn giải nén cái file này ra thì các bạn chúng ta phải xóa cái file gốc đi. Thì lúc này chúng ta mới giải nén được nha. Do cùng một thư mục nó không cho trùng tên. Đó. Đây là thư mục và tôi vừa giải nén đó như vậy là trong video vừa rồi, tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách nén file ra trên video 11. Nếu thấy video hay, rồi đó thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.